Dông lốc mưa đá gây thiệt hại gần 6,8 tỷ đồng tại tỉnh Kon Tum. Vài ngày trước, tỉnh Quảng Nam cũng ghi nhận trận mưa đá lớn và kéo dài. Hay mưa dông cũng được ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long gây nhiều thiệt hại. Như là tại huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, mưa lớn kèm lốc xoáy đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Cụ thể là tại xã Long Thắng, cơn mưa lớn xuất hiện bất ngờ kèm theo lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà và 11 nhà khác bị tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu gần 400 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.